Hoàng David xin thân ái kính chào quý khán giả của đài truyền hình Việt Mỹ. Kính thưa quý khán giả, hôm nay là ngày thứ hai, ngày đầu tuần với một cái nắng ấm Cali rất là đẹp. Thì hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được chào đón anh Tony Bùi. Kính thưa quý khán giả, anh Tony Bùi là kỹ sư, anh cũng đã học và ra trường làm việc ở đây rất là lâu năm và hiện tại anh cũng là một cái cư dân đang sống và sinh hoạt tại thành phố Westminster và anh cũng có rất nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực sinh hoạt xã hội và trong dòng chảy. Thưa anh Tony có đôi lời gửi đến thăm cho quý khán giả. Dạ, tôi là Tony Bùi, thì hân hạnh hôm nay được cùng David ngồi chung với nhau để nói lên những chuyện vui buồn của Bonsa, hầu chuyện cùng quý vị. Thưa anh, cũng như thưa quý khán giả, thì như quý vị cũng quay những cái chương trình vừa rồi, giống như sau những cái ngày diễn hành, thì anh em của chúng tôi cũng rất là bận rộn về thứ nhất là công việc làm, thứ hai cũng hòa nhập sinh hoạt với xã hội, với cộng đồng, và đặc biệt nhất là chúng tôi cũng sinh hoạt với các em anh em trẻ trong dòng chảy. Cái đó là chúng tôi, cái việc chúng tôi rất là đáng quan tâm. Và thưa anh Tony Bùi, thì sắp đến đây là một ngày bầu cử sơ bộ vào ngày 3 tháng 3 sắp tới. Và sau đó là một cái cuộc bầu cử lớn để mà nâu recall cho ba nghị viên, ba người dân cử trong thành phố Westminster. Thì anh có một cái cảm nghĩ nào như thế nào để mà gửi đến đồng hương? Thứ nhất là những cái việc anh em trẻ đang bỏ công sức ra để mà gây dựng một cái thành trì chống cộng vững vàng tại thủ đô tị nạn người Việt, thưa anh. Dạ, kính thưa quý vị, tôi là cư dân của Westminster, thì tôi thấy đã sống ở đây hơn 20 năm và đã thấy thành phố Westminster đã đón nhận rất nhiều người gần như là xin chọn nơi này làm quê hương, dẫu cho khó thương. Nghĩa là sao? Cho dù cuộc sống của chúng ta khó khăn, bận rộn, thì chúng ta vẫn chọn nơi này để cho con cháu của chúng ta có nhiều cơ hội thăng tiến. Về phương diện học thuật cũng như về phương diện đóng góp cho xã hội nơi chúng ta tạm dung và nay thành quê hương thứ hai của chúng ta. Thì trong thời gian 20 năm qua, tôi thấy thành phố Westminster đã phát triển rất mạnh về đủ mọi phương diện. Ngày xưa có những mảnh đất trồng dâu, nay bây giờ nó thành những khu thương mại building rất là sầm uất, mà đa số là do người Việt Nam của chúng ta làm chủ, thì cho thấy là sự phát triển của chúng ta rất là đáng trân trọng. Và song song đó cũng có những người bước vào dòng chánh để tham dự làm thành những cái người điều hành một quần máy chính quyền. Và tôi thấy các bạn trẻ, tức là những người trẻ đây là trẻ trong tâm hồn, không những là trẻ về tuổi tác mà còn trẻ trong tâm hồn, tức là luôn luôn hướng tâm hồn để phục vụ cho cộng đồng. Thì tôi rất hân hoan biết được một số bạn trẻ gần đây, thí dụ như ông thị trưởng Tạ Đức Trí, từ thời ông là sinh viên tôi cũng đã từng sinh hoạt và biết anh ta rất là năng động và rất là có tầm nhìn rộng. Rồi kế tiếp được biết đến ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí và cô Kimberly Hồ, đây là những người mà đã có tinh thần dấn thân cao. Thành thử ra trong thời gian qua tôi rất đau buồn khi thấy là một người không ở trong thành phố này, đó là ông Hoàng Kiều, mà tự dưng bỏ tiền, tự dưng kích động những người Mỹ mà gốc bản xứ khác để jealousy, tức là ganh tị với sự thành công của người Việt Nam chúng ta. Vì ông ta cũng có những cái mưu đồ là muốn tìm những người mà khác để thay thế ba vị trên. Với những mưu đồ mà chúng ta phải tìm hiểu sâu xa thì mới thấy rõ là đây là một cái kế hoạch có chuẩn bị trước để nhằm xoáng đoạt cái quyền điều hành của thành phố này cho mưu đồ cá nhân hay là cho một nhóm nào đó. Thưa anh, thì cũng như
anh cũng đã biết thì ông đã bỏ một số tiền rất là lớn, bây giờ đã lên quá bạc triệu, thì một cái đồng tiền như vậy thì ông làm những cái chuyện recall như vậy thì anh em gặp những cái nạn trong những tháng năm vừa qua, thì anh cứ biết cái nguyên nhân vì sao mà ông phải bỏ một số tiền lớn như vậy, mà cái mục đích ông làm vì mục đích riêng của ông, hay là vì vì sao ông có một cái áp lực gì, hay là có một cái gì đó đang đứng để mà đẩy ông ra làm chuyện như vậy. Kính thưa quý vị cũng đều biết là Westminster được mang danh là thành phố tự do của người tị nạn, thành trì chống cộng sản. Do đó, quy tụ rất nhiều nhân hào trí thức cũng như những thành phần kinh tế làm việc trong xã hội, về phương diện xã hội, chính trị, văn hóa và tôn giáo đều rất thành công. Do đó, đây thành phố này dưới cặp mắt của Cộng sản Việt Nam thì nó xem đây là cái gai của nó, và vì mỗi lần chúng ta phát triển thì cái thành phố mang tên Hồ Chí Minh của nó đã đi xuống cấp rất nhiều, do đó nó muốn nhổ cái gai này. Và cái cách hay nhất từ khi có ông Hoàng Kiều xuất hiện thì nó đã tạo những cái áp lực ngấm ngầm như thế nào để ông Hoàng Kiều dùng đủ mọi phương tiện, dùng đủ mọi thủ thuật, dùng đủ mọi mánh khóe để trước tiên kích động người bản xứ có một cái sự tầm nhìn lệch lạc về cộng đồng người Việt chúng ta. Thứ nhì là nó tạo ra những cái hình ảnh rất là tiêu cực về cộng đồng của chúng ta mà thực sự không có. Do đó ông Hoàng Kiều đã mắc hai cái tội, là tội nói dối và tội kích động, và đồng thời về sau này ổng mang thêm cái tội là tội khủng bố, vì ổng đã gửi rất nhiều thư từ đến nhiều vị dân cử cũng như nhiều vị nhân sĩ trong cộng đồng, đòi cắt đòi thiến rồi bóp cổ người ta. Đó là một hành động gọi là khủng bố, làm cho cuộc sống người ta bất an. Do đó tôi thấy ông Hoàng Kiều nên tiếp tục, nên phải chấm dứt ngay, đừng bao giờ tiếp tục làm những việc khủng bố như vậy. Mai sau ông đi xuống tiền đài thì ông rất là hối hận vì phải làm những điều như vậy. Và kính thưa anh, không phải chỉ là bãi nhiệm ba người dân cử trong thành phố Comenter, thì được cái đợt họp báo vừa qua vào ngày 7 tháng 2 tại trên đường Bonsa do cựu dân biểu Trần Thái Vân tổ chức một buổi họp báo, thì tôi nghe nói là bây giờ lại bãi nhiệm thêm thêm luật sư Nguyễn Quốc Lân và nghị viên Michael Võ, thì anh có thể suy nghĩ xong đây là một cái đợt càn quét, người bằng tay nào đã đưa cho Hoàng Kiều làm những điều như vậy, thì cái này không phải là một cái chuyện rất là đơn giản. Anh có thể gửi đến quý vị những cái ngày sắp tới và bãi nhiệm thêm hai người nữa. Trước tiên là ông Hoàng Kiều đã lợi dụng cái freedom of action hay là of speech này, đã đưa ra những luận cứ sai lệch về thành phố Westminster cũng như là về cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ. Thành ra ông đã lợi dụng cái đó để ông kích động những cái việc làm sai trái. Do đó đứng phía sau cũng là cả một mưu đồ, có thể là của Tàu Cộng, có thể là của Việt Cộng. Khi tôi dùng chữ có thể thì quý vị phải tự tìm hiểu để thấy rõ, nối kết những sự việc thì mới thấy rõ đó là cả một mưu đồ, một cái chính sách của một bè nhóm chính trị đứng phía sau. Do đó tôi nghĩ là ông Hoàng Kiều bây giờ đang bị trở ngại vì chính quyền Hoa Kỳ đã bắt đầu nhìn vào những thủ đoạn, những thủ thuật để lấy chữ ký bãi nhiệm đồng bào, những người dân cử của chúng ta, rồi đồng thời ông viết những lá thơ hay là tung những cái video khủng bố cuộc sống an lành của người dân tại Washington. Do đó trong tương lai ông sẽ phải chịu trách nhiệm khi mà có những cuộc kiện tập thể, và ông phải chịu trách nhiệm trước lương tâm của công chúng. Và hiện giờ mỗi khi quý vị ra gặp dân chúng, ai cũng ta thán và ai cũng xem ông này là một người khùng, một người điên và một người không đáng, không có tư cách của một người tỷ phú nữa. Thưa anh, bên bên cạnh là Hoàng Kiều thì cũng còn một nhân vật nữa cũng chuẩn bị
ra để mà chiếm đoạt cái ghế của thị trưởng Tạ Đức Trí, một người đã bỏ công bỏ tâm huyết trên 20 năm cho cộng đồng tị nạn tại đây. Thì anh có thể nói về cái nhân vật tài độ như thế nào để mà chuẩn bị cho một cái cuộc hành trình người Việt mình ủng hộ hay không cho nhân vật này thưa anh? Dạ, thưa quý vị, tôi có theo dõi sinh hoạt tại thành phố Westminster vì tôi là cư dân ở đây. Và trong 2 năm trước thì có một nhân vật mới xuất hiện, đó là ông nghị viên tài đổ, vì ông nhờ vào cái tiếng tăm của bà Janet Nguyễn thành nữ ra ngay. Ông tài đổ cũng đã cho thấy không có khả năng để điều hành một cái sinh hoạt chính trị, nhất là nếu mà so sánh ông tài đổ với ông Tạ Đức Trí. Yeah. Thì Tạ Đức Trí có 5 điểm mà chúng ta cần phải nhớ. Yeah. Đó là tài, có tài. Yeah. Có trí, có tâm, có chữ tín và có cái thể. Tài, tâm, trí, thể, tín. Trong khi ông tài đổ thì có được gì? Thì nếu quý vị nhìn qua thì tham lam cũng chữ tê, rồi tù tội cũng làm nhiều điều giống như là gần như tù tội nếu mà không có sự tù lương tâm, phải không anh? Tù đã bắn người, thấy không? Yeah. Rồi tham lam, tù tội, tiền tình và yeah. và thất tín, đó yeah. là yeah. con người của tài đổ là như vậy. Cũng có 5 chữ T nhưng mà toàn là chữ T mà theo chiều hướng đi xuống. Như vậy thì trong cái cuộc chạy đua giữa thị trưởng Tạ Đức Trí và nghị viên tài đổ, thì theo anh suy nghĩ về cá nhân thì anh thấy giữa hai người này thì với công bằng là anh suy nghĩ anh sẽ chọn ai? Tôi nghĩ 80-90% người Việt của chúng ta, nếu mà có một sự lựa chọn thì họ sẽ chọn một người có tài, tâm, trí, thể và tín. Đó là ông Tạ Đức Trí, có đầy đủ những yếu tố đó. Còn nếu mà họ lỡ bỏ cho một người mà chỉ tham tiền, tham gái, tham dâm dục và tham rượu chè và tham quyền lợi đó, yeah. thì quý vị sẽ hối hận vì đã đưa một người đó vào trong thành phố. Yeah. Do đó chúng ta phải, đồng bào phải sốt sắng, phải nhìn rõ vấn đề để bỏ lá phiếu, chọn đúng người và tiếp tục lưu nhiệm những người dân cử của chúng ta. Còn có ông thị trưởng Tạ Đức Trí, bà phó thị trưởng Kimberly Hồ hay ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Yeah. Vì ba người này có thành tích hoạt động và có thành tích đóng góp rất nhiều cho cộng đồng của chúng ta. Thưa anh, thị trưởng Tạ Đức Trí đã vào thành phố làm thị trưởng từ năm 2012. Với cái kinh nghiệm của thị trưởng cũng là gần 8 năm rồi. Thì giữa so sánh giữa hai nhân vật tài đổ và thị trưởng Tạ Đức Trí, thị trưởng Tạ Đức Trí đã lập bao nhiêu công trạng cho cộng đồng, từ tượng đài Việt Mỹ cho đến tượng đài Hoàng Sa Trường Sa, rồi đến những con đường Trần Hưng Đạo. Dạ. Và cũng còn rất là nhiều việc khác nữa. Thì có thể anh so sánh tài đổ đã làm, anh có thể biết tài đổ đã làm gì trong thời gian vừa qua, đã đắc cử nghị viên, đã làm điều gì cho cư dân ở đây. Anh có thể kể một vài công tác mà tài đổ đã yểm trợ cho cộng đồng, thưa anh? Thì tôi không thấy công tác gì thực sự là tài đổ góp phần cho cộng đồng, ngoại trừ là những buổi họp thành phố kéo dài. Tài đổ luôn luôn tạo ra những cái issue, những vấn nạn, những vấn đề để cố kéo dài buổi họp, trì trệ sự phát triển của thành phố này. Sự phát triển của thành phố phải tùy thuộc vào sự làm việc của hội đồng thành phố. Tuy nhiên, tài đổ đã nêu lên vấn đề là ba nghị viên này luôn luôn lúc nào những đồng thuận một vấn đề khiến anh ta không có cơ hội ngóc đầu lên. Thì đó là điều đương nhiên. Khi chúng ta sinh hoạt tập thể thì lá phiếu phải được cho tất cả 5 người nhìn vấn đề rõ ràng và bỏ phiếu. Thì khi nào bỏ những lá phiếu và đúng thì mọi người cùng nhau làm việc. Yeah. Chứ không thể dùng yếu tố gọi là
bị đàn áp, không có hề có sự đàn áp. Nếu biết có sự đàn áp như vậy thì tài đổ đừng có bao giờ đi vào trong sinh hoạt trong thành phố. Khi anh sinh hoạt trong dân chủ thì anh phải chấp nhận cái luật của dân chủ. Thì trong những ngày qua thì anh có thấy sự phẫn nộ của đồng hương của chúng ta ở đây đến ông Hoàng Kỳ như thế nào? Thì anh có thể nói rõ chi tiết tới đồng hương khắp nơi để biết về ông Hoàng Kiều. Thì tôi thấy ông Hoàng Kiều đã đi hơi quá xa. Với một người đã 80 mấy tuổi đầu thì ông nên tìm cách và suy nghĩ lại những hành động sai quấy của ông đã tạo ra những cái việc làm xáo trộn trong cộng đồng này, và hãy tìm cách rút lui, kẻo không thì chính quyền sẽ đến điều tra và sờ gãi chính ông. Rất là cảm ơn Tony. Thì cũng một vài câu hỏi nữa mình sẽ dành cho kỳ tới. Và người ta nói thường thường người ác lúc mà buông đau có thể họ sẽ thành Phật đó anh. Anh có hy vọng ông Hoàng Kiều một ngày nào như vậy không? Thì lúc ông Hoàng Kiều ông sẽ trở lại một con người bình thường để ủng hộ cho cộng đồng, giúp cho những việc tốt, thì không còn gì để mà nói nữa. Thì hy vọng anh có hy vọng cái ngày đó. Anh có cộng đồng Việt Nam mình là sinh hoạt trong tinh thần dân chủ và nhân văn, do đó luôn luôn lúc nào vẫn mở rộng lòng tay để đón nhận những người lầm đường lạc lối về cùng nhau góp sức xây dựng cho cộng đồng. Vì sự phát triển của cộng đồng là một cái niềm vinh dự chung cho tất cả mọi người, và nhất là cho thế hệ thứ hai, thứ ba của chúng ta. Các em đó sẽ xứng đáng để tiếp tục công việc phát triển về thành phố cũng như cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Rồi anh có gửi nhắn lời gì đến nghị viên tài đổ trong cái đợt sắp tới cho anh? Tôi nhắn nhủ với anh không những tài đổ mà ông Hoàng Kiều là quý vị đang đi trên con đường lầm đường lạc lối thì nên quay về với chính nghĩa. Thì từ xưa đến nay cha ông mình nói là đem chánh nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo. Thì các ông mà đi lầm đường lạc lối như vậy thì mai sau con cháu của các ông sẽ rất xấu hổ khi mỗi khi nhắc nhở đến tên của cha ông của chúng nó. Do đó hãy quay về với chính nghĩa, hãy về tìm đến hợp tác chung với nhau để xây dựng lại cộng đồng Việt Nam. Và rất là cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Vui Buồn Chuyện Bôn Xa. Hy vọng sẽ gặp quý vị trong chương trình tuần tới. Chúc quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin thân ái kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã